hàng loạt người ngộ độc. Nó ảnh hưởng thần kinh, ảnh hưởng đủ thứ đó, từ công ăn chuyện làm cho tới tài chính gia đình. Cơ sở không duy trì điều kiện vệ sinh sản xuất. Ông ở trên cũng kiểm soát làm sao mà cho họ làm sao mà cho nó đúng, để cho người dân mình tiêu thụ và ăn uống cho nó đảm bảo sức khỏe. Thưa quý vị, liên quan đến diễn biến vụ ngộ độc pate Minh Chay thì Sở Y tế Hà Nội vừa có báo cáo khẩn cho biết có 24 trường hợp khác sau khi mà ăn pate Minh Chay thì có một số triệu chứng như là đau đầu, mệt mỏi chân tay, đau bụng, chóng mặt hay là tê bì chân tay. Các trường hợp này đã được hướng dẫn đến cơ sở y tế khám và theo dõi sức khỏe tại gia đình và khi cần thiết thì đến bệnh viện tái khám. Sở Y tế Hà Nội cũng cho biết đơn vị này xác định có 1.187 khách hàng ở Hà Nội đã mua pate Minh Chay. Đơn vị này đã liên hệ được 694 khách, còn lại là 493 khách thì chưa liên hệ được. Vụ việc hàng loạt người dân ở nhiều tỉnh thành trong cả nước nhập viện sau khi ăn pate Minh Chay đã khiến cho nhiều người bàng hoàng. Lần đầu tiên, một vụ ngộ độc pate chay mà nạn nhân nhiễm một chất kịch độc gây liệt cơ, thở máy và dọa tử vong. Hãy cùng nhìn lại diễn biến và quá trình xử lý của vụ ngộ độc kinh hoàng này. 15 giờ ngày 19 tháng 8, một cuộc gọi từ Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai đến Cục Quản lý An toàn Thực phẩm cho biết có hai vợ chồng bệnh nhân được chuyển đến trung tâm. Được chẩn đoán ban đầu là ngộ độc thực phẩm nghi do độc tố botulinum. Ngay lập tức, Cục An toàn Thực phẩm đã có công văn hỏa tốc đề nghị các cơ quan điều tra xác minh thông tin. Một ngày sau, Chi cục An toàn Thực phẩm Hà Nội kiểm tra cơ sở và mẫu sản phẩm được gửi đưa đi xét nghiệm. 3 ngày sau đó, 17 giờ, Cục An toàn Thực phẩm nhận được kết quả xét nghiệm từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện vi khuẩn Clostridium botulinum có trong sản phẩm pate Minh Chay. Các cơ quan họp khẩn ngay trong đêm và khẳng định sản phẩm pate Minh Chay của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên Lối Sống Mới bị nhiễm khuẩn trong quá trình sản xuất, lưu thông và là nguồn lây nhiễm vi khuẩn Clostridium botulinum gây ngộ độc cho người bệnh. Ngày 29 tháng 8, một cảnh báo khẩn cấp của Cục An toàn Thực phẩm yêu cầu thu hồi các sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên Lối Sống Mới, khuyến cáo người tiêu dùng nếu đã sử dụng sản phẩm mà có dấu hiệu bất thường về sức khỏe cần đến ngay cơ sở y tế để được kiểm tra, đồng thời đề nghị các cơ quan tiếp tục kiểm tra xác minh vi phạm và chuyển cơ quan cảnh sát điều tra khi có dấu hiệu hình sự. Trong lúc các cơ quan kiểm tra xử lý thì tại các bệnh viện, các bác sĩ cũng quay cuồng để mà giành giật mạng sống cho những người sử dụng pate Minh Chay. Vụ ngộ độc với chất độc botulinum được đánh giá là hiếm gặp. Tuy nhiên thì vụ việc không chỉ đặt ra bài toán về xử lý cảnh báo, điều trị và thu hồi sản phẩm, mà một lần nữa còn đặt ra bài toán về công tác quản lý kinh doanh thực phẩm chay. Pate Minh Chay của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên Lối Sống Mới. Vì là thực phẩm chay nên nguồn gốc các nguyên liệu có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp. Cơ sở sản xuất do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Hà Nội quản lý và cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo quy định, cơ sở được tự công bố sản phẩm nhưng phải chịu sự kiểm tra giám sát hậu kiểm về xét nghiệm và quy trình sản xuất sản phẩm. Nhưng khi sự cố xảy ra, Chi cục An toàn Thực phẩm thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra cơ sở. Tại thời điểm kiểm tra, công ty không duy trì điều kiện vệ sinh như vệ sinh nhà xưởng, vệ sinh dụng cụ, cống rãnh thoát nước. Công bố hay tự công bố, nhưng mà nếu như trong cái quá trình sau đó, cái hậu kiểm và thanh tra chúng ta làm không tốt, thì nó đều là dẫn đến một cái nguy cơ là các sản phẩm không được kiểm soát. Và để có thể là đấy, hậu kiểm được cho tốt thì nó đòi hỏi một cái sự nỗ lực rất nhiều. Một điểm đáng chú ý nữa là sản phẩm pate Minh Chay được xác nhận bán hoàn toàn qua hình thức online. Nghĩa là liên quan đến ngành công thương. Bán các sản phẩm qua mạng, đây là một cái vấn đề có lẽ là hiện nay cũng đang là vấn đề mà việc quản lý cái này không chỉ Việt Nam mà nó nhìn chung là tương đối là phức tạp. Đối với cái thể thức bán hàng online thì chúng ta cũng sẽ phải có những cái quy định của ngành công thương để mà quản lý nó một cách hiệu quả hơn. Tránh cái tình trạng là ai cũng có thể lên bán hàng online, nhà nhà online. Thế rồi thì người tiêu dùng khi mua hàng thì cũng hết sức là bấp bênh. Một sản phẩm thực phẩm liên quan đến ba ngành, quản lý như thế nào là bài toán được đặt ra.
Và liên quan đến vấn đề quản lý thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã đề nghị các Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chỉ đạo phối hợp kiểm tra, xác minh về quá trình chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, công bố sản phẩm liên quan tới sản phẩm pate Minh Chay. Đến nay thì ba bộ là Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Y tế và Bộ Công Thương cũng đã đều vào cuộc để làm rõ. Quá trình xác minh xem có lỗ hổng nào và nguyên nhân ra sao thì vẫn đang được tiến hành. Chỉ có điều là an toàn thực phẩm tiếp tục một lần nữa là nỗi lo đối với người tiêu dùng. Các nạn nhân ngộ độc đến hôm nay vẫn còn trong tình trạng nặng và liệt người. Họ và những người thân không ngờ rằng mình lâm vào tình cảnh này. Do đứa cháu nó trên mạng mua ăn rất ngon, đắt tiền. Thì người dân mình chỉ nghĩ đắt tiền là chất lượng tốt. Nhưng mà không thể ngờ đắt tiền lại rất độc. Nó ảnh hưởng thần kinh, ảnh hưởng đủ thứ đó. Từ công ăn chuyện làm cho tới tài chánh gia đình. Các bác sĩ thì ngày đêm lo lắng khi các bệnh nhân trong tình trạng nặng mà thuốc điều trị giải độc khan hiếm. Hiện các bác sĩ đang tập trung tối đa lọc máu, thay huyết tương để cứu chữa các nạn nhân. Các cái loại thuốc kháng độc tố thì cho tới giờ cái hiệu quả của các loại thuốc kháng độc tố cũng không phải là chữa hết ngay được loại độc này, mà nó chỉ làm cho cái thời gian bị liệt đó, nó ngắn lại thôi. Bộ Y tế cũng đã nhập khẩu loại thuốc kháng độc tố từ nước ngoài để cấp tốc điều trị cho những người ngộ độc. Trong khi đó, những người đã lỡ sử dụng sản phẩm Minh Chay ngày đêm nơm nớp lo sợ. Nghe nói cũng sợ lắm, cứ phập phòng, cứ nghĩ suy nghĩ hoài à. Mong ở trên cũng kiểm soát làm sao mà cho họ làm sao mà cho nó đúng, để cho người dân mình tiêu thụ, ăn uống cho nó đảm bảo sức khỏe. Rồi tôi cũng cảnh báo những người dân, những cái thông tin trên mạng xã hội hoặc là trên Facebook đồ, hoặc là cái gì đó. Hay mà mình không biết rõ nguồn gốc thực phẩm đó thì đừng nên sử dụng. Thực phẩm nếu không an toàn, rõ ràng đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiền bạc, thời gian và quan trọng là tính mạng của người sử dụng. Nếu không được kiểm soát an toàn, đó là một nỗi lo.